Rồi, Đức Tiến xin chào tất cả các anh chị, các bạn bè và các khách hàng đang đến với chương trình. Đây là chương trình Trầm Hương và May Mắn cùng với Đức Tiến. Hôm nay là ngày thứ ba. Thưa quý vị, ngày thứ ba là một ngày mà rất là nhiều các anh chị, các bạn bè và cũng như nhiều người Việt Nam chúng ta chọn ngày thứ ba là ngày off, tức là ngày nghỉ để chúng ta đi mua sắm, đi chơi, đi công việc, đi gặp gỡ bạn bè. Còn ai có nhu cầu đi chùa, đi nhà thờ thì cũng đi ngày thứ ba nếu mà bận rộn không đi được ngày cuối tuần, thưa quý vị. Và đây là chương trình Trầm Hương và May Mắn đến cùng với tất cả quý vị. Với Tiến thì thường là live thứ hai và thứ năm, nhưng mà mấy hôm nay Tiến cũng khá là bận đi làm phim nên là Tiến có đổi lịch với bạn Phong, nên là Tiến live ngày thứ ba và ngày thứ năm. Hy vọng là hết tháng 7 này thì lịch sẽ bình thường được trở lại, là xong phim rồi đó, thưa quý vị. Đối với về câu chuyện về Trầm Hương và May Mắn thì đúng là thời gian gần đây thì chúng ta cũng xem và thấy đâu đâu cũng bán, nhà nhà bán, người người bán Trầm Hương, rồi cũng người người đeo Trầm Hương. Và Tiến cũng thấy rất là nhiều các anh chị đeo Trầm Hương trên tay. Đối với nhiều người không biết Trầm Hương thì mua rất là nhiều sản phẩm bán trôi nổi trên thị trường, bán ngoài chợ vòng 10 đô, 20 đô, 100 đô, 200 đô gì đó, đeo cho vui, đeo thời trang. Thì thật sự nếu mà không biết đeo cho vui thời trang, đeo trong tháng hay tháng quăng đi á, thì nó cũng giống như là chúng ta mua những cái đồ fast fashion á, những cái đồ giống như là fast food, là đồ ăn nhanh. Fast fashion là những đồ thời trang mà mặc 1-2 tháng bỏ, giống như là S&M hay là những cái thương hiệu mà nó giá rẻ, bình dân, dễ mặc và quăng đi á, thì cũng có nhiều người xài như vậy. Thì mình cũng hiểu là vì cái khả năng của họ hoặc là nhu cầu của họ thôi. Tuy nhiên thì chúng ta biết là trong bất cứ ngành nghề nào cũng vậy, cũng có những thương hiệu giá cả bình dân, chất lượng ít, phục vụ cho những người có nhu cầu đó, mà cũng có những sản phẩm thương hiệu giá trị cao hơn rất là nhiều. Cũng như là một cái túi xách, nếu mình chỉ có khoảng 30 đô, 50 đô mình vẫn mua được. Dạ. Nhưng mà cũng một túi xách, nếu mà chúng ta mua một cái túi thương hiệu vài ngàn đô, thậm chí vài chục ngàn đô cũng có. Hai cái đó hoàn toàn khác nhau, thưa quý vị. Ví dụ cái túi 20 đô cũng có bán nha, mà cái túi 20 ngàn đô cũng có, chẳng hạn như là túi Hermes hay túi Chanel, mà thậm chí những cái thương hiệu đó là limited, tức là sản xuất ra có giới hạn và nó tăng giá hàng năm. Năm nay chúng ta mua giá là 5.000 đô, thì khoảng 2 năm sau giá nó không được, không còn 5.000 nữa mà lên 6.000, 7.000 đô, mà muốn mua cũng không có, thưa quý vị. Thì Trầm Hương nó cũng giống dạng như vậy. Nếu quý vị đeo Trầm Hương mà chỉ là đeo thế người ta đeo, mình mua mình đeo chơi thôi, mua 1-2 đô đeo xong 3 ngày 4 ngày chán quăng, thì Tiến sẽ không nói, không quan tâm đến. Nhưng nếu chúng ta tìm đến một sản phẩm nào đó mà mang đến một cái sự bình an trong lòng của mình, một sự may mắn cho mình, hay là một cái sự gì đó giúp cho mình tự tin hơn, thì đương nhiên chúng ta phải tìm hiểu đó là Trầm gì, Trầm của ai bán, Trầm từ đâu, và nó có guarantee được gì không. Thì công ty Trầm Hương Nguyễn tự tin bán cho quý vị gọi về là các sản phẩm Trầm Hương thật 100%, có giá trị thật và có giấy tờ guarantee. Và hôm nay quý vị coi show này, có câu hỏi gì thắc mắc xin cứ gặp em dưới nha. Và giờ hello Trầm Hương Nguyễn. Chào anh Tiến, hello cả nhà mình. Chào Kim Trần. Cảm ơn Kim Trần, từ sáng giờ chị chưa ăn gì hết luôn á, nhưng mà cũng cảm ơn cái ly ly gì ta, ly bà. Không phải, phải bùa bà, cái gì gì mà nó nhiều nhiều thứ trong đó không nhớ nữa. Nghe thật cảm hả? À, chết rồi, chắc giờ là bị não cá vàng rồi sao á. Cái món đó hồi đó là hồi nhỏ là mẹ của Hương Nguyễn cũng có bán món đó luôn á, mà nó mới là chè, nó sâm bổ lượng. Sâm bổ lượng. Chè thập cẩm đó. Dạ, rất là sâm bổ lượng. Cảm ơn em Kim Trần rất là nhiều nha. Cảm ơn em đã mua sâm bổ lượng cho chị. Cảm ơn em rất là nhiều. Bà Dung Ngô ơi, chút nữa like xong bà chạy ra bà đón tôi giùm được không? Tại anh Tiến phải đi quay á, mà chồng tôi ngủ mất tiêu rồi, không ai chở tôi hết trơn á. Bà ra bà canh xong rồi like trước 7 giờ bà ra bà đón tôi giùm ha. Nấu tôi về ông muốn ghiêu coi bà Dung có nấu muốn ghiêu. Ngon quá trời ngon luôn. Bà Dung có nấu muốn ghiêu ở nhà. Rồi chào cả nhà mình nha, chào Kim Trần và công ty Trầm Hương Nguyễn. Là thường thì cũng hay nói với quý vị đó, vì là hiện tại có rất nhiều người đang giả mạo trang công ty Trầm Hương Nguyễn để lừa đảo khách hàng, làm ăn gian dối, bán trầm không có đúng. Và cũng có một số người thì giống như là lấy hình ảnh nam ca sĩ Đan Nguyên của công ty Trầm Hương Nguyễn để mục đích quảng cáo cho mình và bán những cái hàng kém chất lượng. Cho nên là khi cả nhà mình mua thì gọi phone dùm Hương Nguyễn là 714-588-9989. Chỉ có một số phone duy nhất ở nước Mỹ này để chốt đơn hàng. Và một cái số phone thứ hai là số của em gái của Hương Nguyễn á, là công ty Trầm Hương Nguyễn ở Việt Nam á, là 188 đường Nguyễn Văn Khối, phường 9, quận Gò Vấp, Sài Gòn. Và số phone của em gái Hương Nguyễn là 0983556669. Đó là chỉ có hai số thôi, cho nên là một số Việt Nam và một số ở Mỹ. Còn ngoài ra là không có. Với lại là có nhiều người nói là Đan Nguyên là
nói là trợ lý của Đan Nguyên hay là quản lý gì của Đan Nguyên á, tư vấn chồng? Dạ không có nha, Đan Nguyên không có thời gian đâu mà đi bán chồng. Đan Nguyên không có bán chồng. Đan Nguyên không có bán chồng. Không bán chồng và Đan Nguyên cũng không có trợ lý bán chồng. Dạ, Đan Nguyên chỉ là đại diện hình ảnh cho công ty chồng Hương Nguyễn, là giống như là đại sứ thương hiệu cho công ty chồng Hương Nguyễn thôi, và một mình công ty chồng Hương Nguyễn Golden Hour Jewelry, chứ không có đại diện cho bất cứ một cái thương hiệu nào khác ngoài công ty chồng Hương Nguyễn. Cho nên là rất nhiều người đang lấy hình ảnh của nam ca sĩ Đan Nguyên và cũng giống như là download những cái video mà công ty chồng Hương Nguyễn đã quay cho Đan, rồi cái bỏ lên cái trang của mình để với mục đích là lừa khách hàng để mua sản phẩm. Thì cho nên là khi mà mình mua sản phẩm, nếu mà mình ở gần Mall Phước Lộc Thọ, và công ty chồng Hương Nguyễn chỉ có một tiệm duy nhất trong Mall Phước Lộc Thọ, không có chi nhánh thứ hai trên nước Mỹ này nha cả nhà mình nha. Đương nhiên công ty chồng Hương Nguyễn là có bán wholesale, có bán wholesale là có gia công cho những người bán lẻ, nhưng mà không có đại lý chính thức. Vì là đại lý chính thức là phải ký một cái contract rất là lớn, và chỉ là bán hàng bên công ty chồng Hương Nguyễn thôi. Còn khi mà đại lý mà người ta cứ lấy một ít hàng của bên công ty chồng Hương Nguyễn là những cái hàng chồng thôi, rất là ít. Và sau đó họ lấy những cái nguồn hàng trôi nổi ở đâu khác về và họ cứ nói hàng đó của công ty chồng Hương Nguyễn là không đúng nha cả nhà mình. Cho nên là khi mình mua sản phẩm thì mình phải những cái sản phẩm mà chầm núi rừng mọc tự nhiên á, là mình phải biết về cái nguồn gốc xuất xứ, cũng giống như là vân gỗ và cái độ màu và độ mùi. Và nếu như cả nhà mình ai mà ở gần Mall Phước Lộc Thọ thì đến ngay công ty chầm Hương Nguyễn nằm trong bên trong Phước Lộc Thọ nha, từ cửa sau đi vào sẽ dễ tìm hơn. Từ cửa sau vừa bước vào là cái ngõ quẹo đầu tiên, cách hai căn là tới chầm Hương Nguyễn ngay. Và mở cửa tất cả các ngày trong tuần từ chỉ đóng cửa vào ngày thứ hai thôi, mở cửa tất cả các ngày trong tuần từ 11 giờ trưa đến 6 giờ tối. Chỉ đóng cửa vào ngày thứ hai, và công ty chồng Hương Nguyễn chỉ có một tiệm duy nhất ở nước Mỹ này, không có chi nhánh thứ hai. Và ở Việt Nam cũng vậy luôn, ở Việt Nam cũng chỉ có một địa điểm duy nhất là ở Gò Vấp, ở 188 đường Nguyễn Văn Khối, phường 9, quận Gò Vấp, Sài Gòn. Chứ không có địa điểm nào thứ hai ở Việt Nam hết, tại vì có rất nhiều người lấy hình ảnh của nam ca sĩ Đan Nguyên đang đại diện hình ảnh cho công ty chồng Hương Nguyễn quảng cáo ở Đà Lạt nè, rất là nhiều nơi luôn. Đến nỗi mà khách đi du lịch đó chụp hình gửi qua cho Hương Nguyễn đó, ủa tiệm này của chị hả? Dạ không có phải nha, công ty chồng Hương Nguyễn là chỉ có một tiệm duy nhất trên nước Mỹ này, chỉ có một tiệm duy nhất nằm trong Mall Phước Lộc Thọ, không có chi nhánh thứ hai. Và công ty chồng Hương Nguyễn tại Việt Nam cũng chỉ có một địa điểm duy nhất, cũng không có chi nhánh thứ hai. Mặc dù là có gia công nhang và bán sỉ, bán wholesale, nhưng mà không có đại lý chính thức. Vì là đại lý chính thức thì người ta phải ký một cái contract rất là lớn, giống như là họ phải guarantee là họ chỉ bán hàng bên công ty chồng Hương Nguyễn sản xuất thôi. Còn nếu mà họ vi phạm hợp đồng thì họ phải bồi thường cái tiền tổn thất thiệt hại của công ty, vì là họ sẽ lấy một ít hàng của bên công ty chồng Hương Nguyễn, xong họ lấy những cái hàng trôi nổi họ trà trộn và họ bán, rồi họ cứ nói là hàng này là từ công ty chồng Hương Nguyễn là không đúng, làm giống như là nó giảm cái uy tín chất lượng sản phẩm. Cho nên là khi cả nhà mình mua thì hoặc là có giới thiệu cho bạn bè mua thì đưa đúng một số phone của Hương Nguyễn, vì hiện tại cũng có rất nhiều trang đang giả mạo, cho nên là mình mua thì gọi đúng số phone cho Hương Nguyễn thôi, là số này là số cell phone của Hương Nguyễn, quý vị có thể gọi bất cứ lúc nào. Thậm chí có nhiều người ở bang xa đó anh Tiến, mới có 3 giờ sáng bên kia 7 giờ 3 giờ sáng gọi cho Hương Nguyễn rồi, nhưng mà Hương Nguyễn vẫn bắt máy bình thường, vẫn nghe bình thường, và nói với người ta là bên đây là mới có 3 giờ sáng, bên 6 giờ, mình rồi. Mình đó là 6 giờ sáng. Cảm ơn cả nhà mình rất rồi, là nhiều. Cả nhà ơi, giúp cho Đức Tiến và Hương Nguyễn bằng cách là do comment một dấu chấm, dấu phẩy, một trái tim nha, để cho cái livestream này nhiều người cùng xem nha, hoặc là share giúp cho Đức Tiến và Hương Nguyễn, share cái livestream này về trang của mình hoặc là về những cái group nha, cho nhiều người cùng xem. Và hôm nay thì cả nhà đang coi cái chương trình này và có ai đã xài chầm hương qua chưa, mình xài xong bao rồi thấy như thế nào, thấy mùi thơm nó ra làm sao, rồi mình thấy từ ngày mình xài chầm hương mình có được những ích lợi gì, hay là có sự thay đổi gì, hay là có điều gì mà mình thấy hay thú vị muốn chia sẻ, nhớ comment và chia sẻ liền luôn nha, để chúng ta có thể biết rằng là tiếng Hương nói á thì không bao giờ bằng là chính quý vị là những người xài qua và chia sẻ, thì đó chính là cái câu chuyện thật để cho mọi người. Và đối với người Việt Nam của mình á, như Tiến mấy hôm nay Tiến đi làm phim gặp gỡ rất là nhiều người, và em biết á là đi đâu cũng phải có cúng á, làm phim phải cúng, trong bất cứ một cái cảnh quay nào á, đi đến thậm chí quay trên sa mạc, quay trên sa mạc Lancaster, chỗ nóng khủng khiếp, có 3 cái xe cảnh sát nó đứng đợi mình từ sáng đến tối. Mà em biết đi ra đường là cấm không cho đốt lửa không, mà đoàn phim phải đi vô bên trong cho cái liều, xong đốt một cây nhang. Tiếng nói bây giờ một bà Huyền đốt một cây nhang thôi, bà Huyền đại diện còn tất cả mọi người đến như khấn vái cầu nguyện thôi. Đó, nhưng khổ nổi đó là quý vị biết có nhiều người là
lớn tuổi nè, dị ứng với mũi nè, thời tiết nè, mà chúng ta xài những cái nhang tầm bậy tầm bạ nha, từ bây giờ chúng ta chuyển sang xài nhang trầm hương để chúng ta không bị ảnh hưởng bởi những cái nhang hóa chất độc hại bên ngoài nữa nha. Đó là điều mà Tiến làm cùng tất cả quý vị. Dạ, chào Thu Đăng, chào Liễu Nguyễn, chào Lý Trung, chào Kim Trần. Kim Trần nói là không có gì đâu chị, trời nóng ăn xăm bổ lượng cho mát. Cảm ơn Kim Trần rất là nhiều rồi. Bà Dung chút ra trước 7 giờ ra đón tôi nha. Cảm ơn bà Dung Ngô nè. Bên công ty Trầm Hương Nguyễn thì bán những cái nhang trầm và bột trầm cũng giống như nụ trầm. Quý vị có thể ra bên ngoài mua mười mấy 20 đô cũng có. Nhưng mà nếu mà trầm hương thì nếu mà mình tìm hiểu kỹ về trầm hương thì cái giá thành nó không hề rẻ như vậy. Và có nhiều người á, là anh biết Tết á, mà ở Việt Nam có nhiều người đặt một cái ống nhang á. Người ta muốn là đặt những cái ống nhang giá rất là cao luôn. Nhưng mà nếu mà làm một vài ống thì công ty Trầm Hương Nguyễn không có làm. Cho nên là khi mà nếu mà người ta muốn đặt thì phải là từ 100 ống trở lên thì mình mới gia công và mình mới làm đây, cho người ta. Đây, mọi người comment nè. Cái gì xài nhang thơm đến đọc bên em với chị em rồi đó. Chào cái gì Phúc Xuân, chào Phúc Xuân nha. Chào Phúc Xuân. Nhang trầm hương thơm lắm. Dung Ngô nói em thấy lucky lắm luôn, làm ăn thuận lợi, tiền vô ào ào. Đúng rồi, bà Dung Ngô cũng có cái chuỗi 108 hàng núi rừng mật tự nhiên đó. Hương Lê, chào Phúc Xuân. Và tất cả những cái nhang trầm và bột trầm bên công ty Trầm Hương Nguyễn đều không có dùng keo, mà dùng cái hồ kích dính giống như bột gạo để xe thành thanh nhang và ép thành cái nụ trầm. Cho nên khi mà mình xài á, nó sẽ giúp cho thanh lọc không khí, nó tốt cho phổi và nó giúp khử những cái mùi ẩm mốc trong nhà. Và những người nào mà bị mất ngủ nhiều á, thì mình xông trầm rất là tốt luôn. Chào chị Phụng. Mình xông trầm sẽ rất là tốt cho sức khỏe. Nhang trầm hương giúp mình ngủ ngon nữa. Cảm ơn Kim Trần rất là nhiều. Kim Trần nè, xài trầm bảo quản rất là kỹ luôn. Em mua cái chuỗi đó chắc cũng hơn 2 năm rồi đó. Mà thấy em đeo vẫn còn đẹp, vẫn đẹp. Tại vì có nhiều người đeo là người ta bị giống như người ta không có kỹ á, người ta làm cho nó bị vô nước. Rồi có nhiều người phải kỹ đến mức độ là anh biết không, khi mình ăn lẩu á, mình lấy cái tay mình múc cái muỗng lẩu này, cái hơi nước nó bốc lên á, nó cũng sẽ làm bạc cái màu trầm nữa. Dạ, rồi cái hàng zin nó là như vậy, chứ nó không phải là nó chốc màu giống như những cái hàng nhuộm nha. Nhưng mà khi nó bạc ra tí xíu, nó bị lợi chậm tí xíu, nhưng mà đeo thời gian nó sẽ tái tạo lại, nó sẽ tự đậm màu lại, chứ nó không phải giống như những cái hàng giả mà hàng nhuộm mà mình đeo nó sẽ bị chốc màu. Và công ty Trầm Hương Nguyễn thì sẽ có hai sản phẩm, mỗi một cái lần trên live như vậy sẽ có hai sản phẩm để dành cho cái quà tặng đặc biệt. Còn nếu như mình ra tại Mo Phước Lộc Thọ mình mua, ví dụ như cái món hàng đó niêm yết là 170 đô thì mình phải trả đúng 170 đô, cái đó là 1500 đô thì mình trả đúng 1500 đô, không có bớt một đô nào hết. Nhưng mà mỗi lần lên live vậy thì công ty Trầm Hương Nguyễn đều có hai món đặc biệt cho quý vị. Và có rất nhiều người giống như ngại comment bên dưới để chốt hàng á, vì là khi người ta comment bên dưới á, là những người khác bán trầm khác á cứ nhào vô nhắn tin chào hàng này kia nọ, họ cảm thấy nhức đầu, họ không có muốn comment bên dưới. Thì sau khi up cái like này thì người nào gọi cho Hương Nguyễn đầu tiên sẽ được chốt với giá quà tặng đặc biệt. Và người đôi khi cái lúc mà like xong á thì những người mà đang coi trên like này nè, là đã mua nhiều rồi, chưa có nhu cầu mua thêm, thì Hương Nguyễn có download cái video này để bỏ lên cái kênh YouTube của Trầm Hương Nguyễn, để những anh chị em cô chú nào mà không có sử dụng Facebook á, thì vô cái kênh YouTube để coi lại. Và được chốt với giá quà tặng đặc biệt. Rồi, bây giờ chúng ta đến với sản phẩm ngày hôm nay nha. Nhớ ở lại cùng với Đức Tiến và Hương Nguyễn trong vòng 30 phút nữa thôi. Chúng ta đã mua hai sản phẩm có giá cả đặc biệt, có quà tặng và có lọc cho quý vị. Vì nếu chúng ta không coi đây, không chốt ở đây mà ra thì mua, thì là mua nguyên giá, không có quà tặng, không có lọc và không có giá đặc biệt cho quý vị. Chào MC Ngọc Hân. Rồi, và đây là mỗi cái sản phẩm bên công ty Trầm Hương Nguyễn bán là phải đều có cái giấy garanti như thế này. Nó phải là hàng zin 100%, không có tạp chất và hóa chất và mít với vàng gì, là phải có đầy đủ và có mã số number đầy đủ nha cả nhà mình nha. Còn có nhiều người thì giống như là giống như Hương Nguyễn nói đó, cũng công ty Trầm Hương Nguyễn là có bán wholesale, nhưng mà khi họ đến họ chỉ mua những cái hàng trồng thôi, mua cái những cái hàng trồng giá trị rất là thấp, và giá wholesale về họ bán xong họ lại lấy thêm những cái nguồn hàng trôi nổi ở chỗ khác về lấy, và cứ nói trầm đó là của Hương Nguyễn, bán của Hương Nguyễn rồi, trầm này là của Hương Nguyễn, thì là sẽ không có đúng nha cả nhà mình. Vì là bên công ty Trầm Hương Nguyễn bán là phải có giấy tờ đàng hoàng, và bán wholesale ra là không có giấy. Dạ, bán wholesale ra là không có giấy, cho nên là trừ khi người ta làm cái giấy giả thôi, nhưng mà cái giấy đó cũng có mã số number rồi, trong đó cũng khó làm giả lắm. Và bây giờ thì công ty Trầm Hương Nguyễn sẽ lên những cái mẫu trầm hương do con người trồng cấy trước nha.
À, chào MC Ngọc Hân dễ thương, chào chị Gia Mỹ, chào anh đạo diễn Cường Ngô. À, và đây là cái trầm hương do con người trồng cấy nha, nhưng nó vẫn là trầm thật 100%. Không có nhuộm màu, không có nhuộm mùi, chứ không phải là nha. Chứ không phải là những cái hàng mà do con người, những cái hàng mà người ta gọi là tóc giường, hàng gió giường qua xử lý keo với mùi với màu của hóa chất là người ta làm như thế này nè quý vị, chưa có tạo trầm nha. Vì là nếu tạo trầm đẹp như thế này rồi thì không ai đem đi nhuộm, đem đi tẩm mùi, đem đi làm này làm kia hết. À, là do là cái thân cây gió nó tạo trầm á, thì cái xới nó giống thì người ta mới bơm keo trực tiếp vào nguyên cái thân cây gió luôn, rồi người ta tiền hạt ra, cho nên là cái giá trị của nó chỉ có 8-10 đô một sợi thôi, và người ta có thể bán cho quý vị mấy trăm đô, và người ta có thể là một tặng một, giảm 50%, giảm 70%, một tặng một, mua hai tặng ba gì tùm lum hết. Nhưng mà trầm hương á, là nó thứ nhất là nó giá trị, và nếu mà cái trầm núi rừng mọc tự nhiên thì nó quý hiếm và nó mắc, thì không có ai đem đi tặng, và cũng không có ai đem đi một tặng một hay là giảm rất là nhiều như vậy. Cho nên khi mình mua thì quý vị tìm hiểu kỹ giúp Hương Nguyễn, vì là có nhiều người đã xài trầm rất là lâu rồi mà cứ tưởng tượng trong đầu là nguyên cái cây trầm hương. Dạ, mới hôm qua kia cái chị kia mới vừa hỏi nè, ủa em nguyên cái cây trầm hương vậy em làm ra một lần vậy là được biết bao nhiêu chuỗi trầm. Nó dạ không có nha, trầm hương nó chỉ là cái lỗi trầm ở cái thân cây gió bầu, khi cái cây gió bị tổn thương nó mới tạo trầm, chứ nó không phải là nó đơn giản mà nó thành nguyên cái cây trầm như mình tưởng tượng, cho nên nó không có quá rẻ. Và như mình nghĩ. Và cũng có người đặt hàng là hai món khác nhau nhưng mà cùng có vôi trầm. Đúng rồi, cái một cô đó. Một người thích đặt một cái vòng đeo tay và một cái chuỗi đeo cổ, nhưng mà cùng là một cái vôi trầm, thì công ty cũng đang lưu ý để tìm làm cái hàng đó cho chị đó nha. Đúng rồi, thì công ty của bên trầm Hương Nguyễn cũng đang lưu ý để làm cho một cái cô khách là cổ đã mua một cái chuỗi 108 ở đây rồi, nhưng mà cổ muốn một bộ cơm lê là giống như là một cọng dây chuyền và một cái vòng, nhưng mà nó phải cùng phôi, cùng một cái phôi trầm. Dạ, cho nên là nó cũng hơi khó, vì là có nhiều cái phôi trầm chỉ làm đủ được cái vòng, và nhiều cái phôi trầm chỉ làm đủ được cái mặt dây chuyền thôi, chứ không phải là cái phôi trầm nào nó cũng lớn để mà mình làm được nhiều thứ. Đây là trầm hương do con người trồng cấy nè. Bên công ty trầm Hương Nguyễn là hàng trồng, là nói hàng trồng nha cả nhà mình nha. Giá là 290 đô cho cái trầm hương do con người trồng cấy hạt 6 ly. Và cái ý nghĩa của cái chuỗi 108 này giống như là nó mang đi 108 cái sự muộn phiền của con người. Giá là 290 đô cho cái trầm hương do con người trồng cấy. Giá là 290 đô nha. Dạ, 290 đô do trầm hương do người trồng cấy, vẫn là thật nha quý vị. Đó, chuỗi 108, 290 đô. Hôm nay là hai anh em mình người nào cũng khang tiếng hết trơn. Khang giọng. Khang giọng. Người nào cũng khang giọng hết trơn á, biết sao quá. Nữa. Hỏi suốt ngày mà. Anh Tiến thì phải bận đóng phim. Đóng phim, rồi. Đi làm show ban đêm. Show ban đêm. Đến 2 giờ sáng mới về. Lên đài radio, làm tùm lum hết, rất là nhiều luôn. Và đây là trầm hương do con người trồng cấy, chuỗi 108 hạt 6 ly. Có mít với lại đá mất khổ màu đỏ, giá là 360 đô. Và cái đá mất khổ đỏ này là hợp với lại người mệnh hỏa và mệnh thổ. Trời hợp ơi. Với lại người mệnh hỏa và mệnh hàng thổ. Hàng trồng mà vẫn nghe mùi thơm đắt đỏ nha. Mùa hè là mùa trầm hương nó tỏ ra đắt đỏ nha vị nha. Hàng trồng có 200-300 đắt đỏ mùi luôn. Giá là 360 nha. Trời. Và cái có nhiều người nói vậy nè anh Tiến, có nhiều người nói là Ủa bà Hương bà lấy trầm từ công ty B&G bán hả? Tại có nhiều người nói với tôi á, nó dạ không có nha. Công ty trầm Hương Nguyễn là thu mua những cái hàng, những cái phôi trầm thô. Xong và vậy. Những nghệ nhân của công ty trầm Hương Nguyễn sẽ gia công thành những cái hạt trầm như thế này và design mẫu, chứ không có mua của người khác bán lại. Còn đá là đá của B&G. Và đá này nè, là toàn bộ đá để mix vô trầm là đá của thương hiệu B&G. Thì nó có nhiều viên, nó mười mấy đô, có viên nó 10 đô, có viên nó tới hai mấy 30 đô. Cho nên là không phải là cái đá xử lý màu ở bên ngoài. Cho nên là cái đá mà để mít vô trầm thì nó cũng phải có giá trị, tại vì trầm là nó mang giá trị, cho nên mình không thể nào mít đá dởm vô cái được. 360 nha, 360 đô cho cái chuỗi 108 trầm hương núi đường. Đây là hàng cho coi trồng cấy nha. Dạ đúng rồi, hàng cho 360 hàng cho coi trồng cấy đây. Rồi, và tiếp theo đây là cái trầm do con người trồng cấy luôn. Cái này là chuỗi măng côi tràng hạt 50 hạt nha, cái này chuỗi măng côi tràng hạt 50 hạt. Trầm hương do con người trồng cấy, giá là 450 đô. Cái này là trầm hương do con người trồng cấy, mình có thể mua cho chính bản thân mình hay là mua cho ông bà cha mẹ của mình, nó để đeo trên cổ mỗi lần đi nhà thờ nè, hoặc là lận chuỗi măng côi cũng rất là tốt luôn. Giá là 450 đô cho cái trầm hương do con người trồng cấy. Dạ, đây là chuỗi măng côi, hàng này trầm hương hàng thật do con người trồng cấy, có hình thánh giá trên đây. Mình đeo như măng côi hoặc đeo như một cái chuỗi thời trang đều đẹp nha cả nhà nha. Đó, anh chị là bên đạo rất thích hợp luôn. Không, chúng ta chữ thời gian cũng được. Giá là 450 đô
do cái chuỗi măng côi có thánh giá 450 hàng trồng cấy. Dạ, và đây là trầm hương do con người trồng cấy luôn. Chuỗi 108 hạt 8 ly, cái này là hạt 8 ly dành cho cổ tay cả nam lẫn nữ nha, hạt 8 ly là rất là lớn. Để mình lận tràn hạt cho nó dễ nè, giá là 400 đô cho cái trầm hương do con người trồng cấy như thế này. Và Hương Nguyễn có nói, thường nói đi nói lại là như thế này, tại vì có nhiều người khách hàng đã mua hàng ở những nơi khác và đã hỏi bên công ty Trầm Hương Nguyễn là 3 năm về trước luôn anh. Hỏi từ lúc 3 năm về trước luôn á, mà bây giờ mới coi như là đã mua được những cái chuỗi giả, mua nhầm những cái chuỗi giả rồi. Và người ta đeo thời gian nó bị hàng nấu dầu á, đeo thời gian là nó rút dầu vào và nó lỗ giống như là nó bị tổ ong vậy đó. Cho nên là khi người ta đeo thời gian, người ta sẽ biết nó là đồ giả, rồi người ta cuối cùng người ta vẫn quay lại công ty Trầm Hương Nguyễn tìm hiểu để mua. Thì chị đó, chị nói một cái câu chuyện như thế này, chị nói là trời ơi, cái người đó rất là thân với chị luôn á, mà hả, chủ tiệm rất là lớn luôn á, và chị nghĩ là người đó là người ta không có bán hàng giả, nhưng mà thật sự chị đeo một thời gian chị tự biết nó giả chứ không phải cần Hương Nguyễn nói nữa, tại vì nó sẽ rút dầu vào, nó làm lỗ là hàng nấu dầu nha, hàng vô dầu là hàng nấu dầu, là hàng có hóa chất. Cho nên là Hương Nguyễn có nói với lại cái chị đó vậy, thôi chị đừng có buồn, tại vì chính cái người bán đó người ta cũng không hiểu về trầm, và người ta không phải là cái người gia công và sản xuất ra bán, mà họ là cái người mua đi bán lại, cho nên họ cũng bị người khác lừa chứ họ cũng không am hiểu về trầm. Cho nên là đừng có buồn vì cái chị đó, chắc chị cũng không phải lừa chị đâu, mà tại chị cũng không biết. Cái chị đó chỉ nói là làm sao mà không biết được. Bán mà phải biết cái nào, mình phải biết được cái nào giả cái nào thiệt mình mới bán chứ, tại sao mà bán mà nó không biết cái đó giả được. Dạ thì cái đó là cũng tùy người thôi, giống như là có nhiều người cái đó mình nói là mình tự an ủi mình thôi, anh tiếc thôi. Là giống như là nhiều lúc người ta không biết cái đó là giả cho nên người ta mới bán cho mình, còn nếu người ta biết cái đó giả mà người ta cố tình ta bán cho mình thì thôi, thì cái đó thì khỏi nói rồi. Và Hương Nguyễn tin một điều là trầm hương rất là tâm linh, nói về phong thủy nha, vì là trong giới làm trầm là Hương Nguyễn cũng biết, gia đình Hương Nguyễn cũng biết rất nhiều người, và khi họ tham, họ nổi lòng tham lên, họ làm ăn gian dối là trước sau gì là cũng sẽ không còn một cái gì hết. Dạ, trước sau gì cũng không còn một cái gì hết. Rồi, ai cần đến một cái vòng trầm hương để mình đeo nha, chuỗi 108 quấn lên cổ tay như tiếng đây nè, bung là sợi dây chuyền luôn. Hàng này hàng trồng cấy, đây là 400 đô 8 ly mà ngồi lần hạt cũng được luôn không? Đó, lúc nãy Hương nói tiếng lần hạt đúng không? Ngồi lần hạt được. Và ngồi nói chuyện lần hạt để cho mọi thứ nó calm down, nó bình tĩnh trở lại ở trong cuộc sống của mình nha. Này là 400 đô hàng cho con người trồng cấy 8 ly. Dạ, và đây là trầm do con người trồng cấy luôn, hạt của nó 12 ly giá là 180 đô. Hạt của nó là 12 ly giá là 180 đô nè, giống như nhiều người chưa có kinh nghiệm về trầm thì người ta cầm mấy cái hàng trồng này, người ta vẫn nói là hàng tự nhiên thì khách hàng người ta cũng không biết được. Nhưng mà công ty Trầm Hương Nguyễn là bán hàng trồng là nói hàng trồng, hàng tự nhiên là nói hàng tự nhiên, chứ không có bán hàng này nói hàng kia là nghiệp quật đó. Tại vì làm trầm hương là có tổ nghiệp nha quý vị, có tổ nghiệp, cho nên là cái nào mình biết á thì mình nói, còn mình không biết là mình đừng có nói, chứ mình nói tầm bậy tầm bạ là nghiệp quật luôn á, chứ không có đơn giản đâu. Vì là cái trầm là hả, giống như là một cái món quà được mẹ thiên nhiên ban tặng á, cái linh khí của nó rất là mạnh, chứ mình không có nói đùa được đâu. Cái này là hàng này là do con người trồng cấy, giá là 180 đô cho cái vòng hạt 12 ly dành cho cổ tay cả nam lẫn nữ luôn. Dạ, em mở cái volume lớn lên nha em ơi, chắc không nghe là quên mở volume á. Dạ. Và đây là cái vòng đeo tay rất đẹp nha, hàng trồng cấy rất là đẹp luôn. Đó, rất đẹp luôn nha. Chào anh Nicolas Nguyễn 180 đô thôi nè, mà chúng ta có hàng thật mình đeo. Sao mà nói chị không nghe, chắc là quên mở volume á, mở lớn lên đây, hai cái giọng này khàn khàn chứ vẫn sẵn sàng à. Đây 180 đô nha cả nhà nha. Dạ. Rồi và tiếp theo đây là cái trầm hương do con người trồng cấy luôn, nhưng mà hạt của nó là 14 ly dành cho cổ tay nam nè, giá là 360 nha, mix với lại đá mắt chim ưng xám. Đá mắt chim ưng xanh xám này là hợp với lại người mệnh mộc và mệnh hỏa nha, hợp với lại người mệnh mộc và mệnh hỏa, giá là 360 đô. À, hợp với lại người mệnh mộc và mệnh hỏa. Chào Nguyễn Thắm. 14 ly thì lớn hơn nè, dành cho nam nè, nhục trộn này nè, đẹp cho đó, từng vân rất là đẹp luôn. 14 ly giá là 360 cho vòng đeo tay này, mua tặng cho chồng, cho ba mình, cho sư phụ mình, cho nam nha, 14 ly. Còn nữ là các chị các cô là thích đeo lớn á cũng được luôn. Hàng này hàng trồng cấy 360 đô. Rồi, hello Nguyễn Thắm và các anh chị nha. Yeah. Rồi và tiếp theo đây là cái hạt 10 ly nha. Cái này là trầm núi rừng mọc tự nhiên, hạt 10 ly. Còn nếu mà là trầm do con người trồng cấy thì giá nó chỉ có 170 đô thôi. Còn cái này là trầm núi rừng mọc tự nhiên, giá là 570 đô. Có mix với lại viên đá màu đỏ lựu nè, thì sẽ hợp với lại người mệnh hỏa và mệnh thổ. Giá là 570 đô dành cho cổ tay nữ. Rồi,
Đây, các chị nào cần đeo một cái vòng đeo tay trầm hương núi rừng tự nhiên hàng thật và có giấy chứng nhận thật từ công ty thì chọn cái mẫu này, 570 đô. Rồi, và đây tiếp theo là cái trầm hương do trầm này là trầm núi rừng mọc tự nhiên luôn nha. À, Nguyễn Thắm nói là em anh nói chuyện rõ lắm. Dạ, cảm ơn Nguyễn Thắm rất là nhiều. Cái này là trầm núi rừng mọc tự nhiên chuỗi 108 hạt 6 ly. À, giá là 1650, giá là 1650, có mix với lại những cái đá mắt hổ màu đỏ nè. À, đá mắt hổ đỏ này là hợp với lại người mệnh hỏa và mệnh thổ nha, và mình có thể quấn vào cổ tay 4 vòng hoặc có thể bung ra làm sợi dây chuyền đeo cổ đều được luôn. Giá là 1650, giá là 1650. Và cái này á, là cái hàng của nó là 810 với hàng chung luôn á. Ôi, mùi rất đã nha. 810 với hàng chung luôn á. 1650 mùi rất đã luôn nha ơi. Nếu như mà ai mà đeo mà mồ hôi dầu á, thì đeo nó sẽ đậm màu và nó bóng nha, nhưng mà phải mồ hôi dầu nha. Còn mồ hôi muối thì cái, nó phải là từ hàng chung cho tới hàng VIP. 1650 mùi rất đã luôn nha. Đúng là mùi trầm hương thật nha. Và có giấy tờ guarantee, mình an tâm mình mua cho mình và mua làm quà tặng nha. Hàng trầm hương núi rừng tự nhiên 1650. Mùi cực kỳ đã luôn nha, mùi hàng thật nha cả nhà. Rồi, và tiếp theo đây là một cái vòng đôi nha, một cái vòng đôi có mix với lại viên đá màu xanh cham bạc 925 màu xanh. À, và cái vòng đôi này là hạt của nó là 8 ly, hạt của nó là 8 ly có mix với lại viên đá màu xanh, giá là 820 đô cho cái trầm núi rừng mọc tự nhiên này. Giá là 820 đô và mix với lại cái cham bạc 925 này là hợp với lại người mệnh mộc và mệnh hỏa nha, hợp với lại người mệnh mộc và mệnh hỏa, giá là 820 đô. Dạ, đây là vòng đôi quấn thành hai vòng trên cổ tay chúng ta nha. Hàng này hàng núi rừng tự nhiên luôn, giá là 820 đô. Dạ, đây, đó, ai không thích đeo nhiều thì nó ít, đơn giản mà vẫn hưởng được cái trầm hương hàng thật, hàng núi rừng thì chúng ta chọn cái mẫu này, 820 đô. Dạ, và nó là hợp với lại người mệnh mộc và mệnh hỏa. Màu xanh nha, dạ. Hợp với lại người mệnh mộc và rồi, mệnh hỏa. Rồi, cả nhà ơi, 200 con người đang coi, ai thích mẫu gì, cần cái gì, comment liền nha. Comment liền dùm Đức Tiến luôn, Hùng Phạm ơi. Dạ. Chào cả nhà mình. Cả nhà mình ơi, hôm nay có gì vui không? Hôm nay có gì vui không? Và đây, đây là một cái chuỗi 108, hạt của nó là 7 ly. Cái lô hàng này là hạt của nó là 7 ly nha, nhưng mà cái này là tầm hàng chung. À, quý vị nhìn thấy cái màu nó vậy, nhưng mà mình đeo nó sẽ đậm màu và nó bóng nha. Mình đeo nó sẽ đậm màu và nó bóng vì cái gam dầu của nó là hàng chung, giá là 3600 đô. Hạt của nó là 7 ly có mix với lại tỳ hưu vàng 24K. À, và hạt của nó 7 ly như thế này thì dành cho cổ tay cả nam lẫn nữ luôn. Mình quấn vào cổ tay hoặc là bung ra làm sợi dây chuyền đeo cổ cũng rất là đẹp. Giá là 3600 đô. Và cái loại vàng thật nha, và vàng 24K. Và cái này là mình đeo nó càng đậm màu và nó lên dầu bóng rất là đẹp luôn á. Mình đeo nó, cái này là tầm hàng chung nha. Tỳ hưu là gìn giữ cho quý vị nha, gìn giữ tiền của, hạnh phúc, tình yêu, gia đình, sự nghiệp nha. Làm thì có được đã là khó rồi, mà giữ được những điều đó càng khó hơn. Giá là 3600. À, đây, 3600 cho cái chuỗi 108 trầm hương núi rừng tự nhiên có biết là tỳ hưu vàng. Dạ. Và đây, đây vẫn là trầm núi rừng mọc tự nhiên luôn. À, mix với lại đá mắt hổ vàng giá là 1650, mix với lại đá mắt hổ vàng giá là 1650 cho cái trầm núi rừng mọc tự nhiên. À, và cái đá mắt hổ vàng này là hợp với lại người mệnh kim và mệnh thủy, vì là kim sinh thủy. Hợp với lại người mệnh kim và mệnh thủy. Đây. Này mấy ly à? 6 ly nè, vừa nhuyễn nhẹ nha, không có nhỏ quá nha. Đó, đeo rất là mềm mại, thanh tao, duyên dáng cho các chị các cô. À, mix với đá màu vàng giá là 1650, hàng núi rừng tự nhiên nha. Dạ. Ai cần mẫu gì, mua giá khoảng bao nhiêu tiền, cứ comment bên dưới nha. Hương Nguyễn và công ty sẽ tư vấn cho việc liền bây giờ, và mua trên làn sóng này ngay bây giờ là sẽ có quà tặng cho hai món cho quý vị nha. Dạ đúng rồi, còn nếu mình mua tại Mall Phước Lộc Thọ công ty Trầm Hương Nguyễn thì sẽ mua đúng giá niêm yết. Và công ty Trầm Hương Nguyễn thì nằm trong Mall Phước Lộc Thọ, chỉ có một tiệm duy nhất trên nước Mỹ này, không có chi nhánh thứ hai. Và từ cửa sau Phước Lộc Thọ đi vào cái ngõ quẹo đầu tiên cách 2 căn là tới Trầm Hương Nguyễn. Công ty Trọng Hương Nguyễn mở cửa tất cả các ngày trong tuần từ 11 giờ trưa đến 6 giờ tối, chỉ đóng cửa vào ngày thứ hai nha, chỉ đó đóng cửa vào ngày thứ hai thôi. Và đây là cái trầm núi rừng mọc tự nhiên là chuỗi 108 hạt 6 ly, có mix với lại những cái cham đá màu trắng này, giá là 980 đô. Và những cái cham đá màu trắng mà có hình thánh giá này là dành cho người bên đạo đeo cũng đẹp nè, hoặc là cái này là mình những người nào mà đạo Phật người ta đeo phát sinh cũng rất là đẹp luôn. Giá là 980 đô. Hai chào Thu, chị Thu Trần, chào chị Thu Trần nha. Chị Thu Trần khỏe không? Đó, đây là chuỗi 108 với cái thánh giá đá màu trắng. À,
Rùa Bình Đạo đeo thời gian rất đẹp luôn, giá là 980 đô. Hàng này là trầm hương núi rừng tự nhiên. Hàng trầm hương núi rừng tự nhiên, rất, mùi rất đã luôn. Và đây, đây cũng là trầm hương núi rừng mọc tự nhiên luôn. Chuỗi 108 hạt 6 ly, giá là 790 đô. Mít với lại cái trăm bạc 925. Và 790 đô này là vẫn là trầm núi rừng mọc tự nhiên nha cả nhà mình nha. Và cái trăm bạc 925 dành cho mệnh kim và mệnh thủy. Dành cho mệnh kim và mệnh thủy nha. Dành cho mệnh kim và mệnh thủy. Đây, chuỗi 108 mít với lại bạc 925. Đá này là đá màu vàng, mạng kim và mạng thủy. Đúng rồi. Giá là 790 đô. Rất là đẹp và duyên dáng luôn á. Đó. Hello đạo diễn Phong Thế Lê đã xuất hiện. Chào đạo diễn Phong Lê đó. Dạ. Đạo diễn Phong Lê không chịu like hôm nay. Anh like vì đam mê mà không chịu like. Rồi, và đây là ngày hôm qua mới giảng đi hơn bộ Phong Lê, Phong Lê đam mê cái khác. Đang dựng phim á, đang dựng phim. Rồi và đây là trầm núi rừng mọc tự nhiên, chuỗi 108 hạt 6 ly, giá là 1600 đô. Giá là 1600 đô nha. Và quý vị khi mà mình đeo kỹ á thì cái trầm này nè, mình nhìn thấy cái màu nó vậy thôi chứ thời gian nó sẽ đậm màu lại rất là đẹp nha. Chứ nó không phải giống như mấy cái hàng giả mà mình đeo nó sẽ bị chốc màu, nhưng mình đeo nó sẽ đậm màu hơn. Nó rất là đẹp. Đương nhiên khi mình mới đeo vào thì nó lợi trầm tí xíu, nó bị trắng. Tại vì là cái đó là do công ty Trầm Hương Nguyễn không có phủ keo và cũng không có đánh sáp, không có đánh sáp mùa trầm, không có làm cái gì ở bên ngoài hết. Cho nên là nó là hàng mộc, hàng zin 100%. Cho nên khi mình đeo, mình ma sát với cổ tay á, nó có ma sát với cái mồ hôi thì nó sẽ bị lợi trầm tí xíu, nhưng rồi nó sẽ đậm màu lại nha. Đương nhiên nó sẽ không có đậm màu giống như cái hàng VIP được, nhưng mà nó sẽ đậm màu hơn cái ban đầu mình mua. Giá là 1600 đô cho cái chuỗi 108 hạt 6 ly trầm núi rừng mọc tự nhiên này, dành cho cổ tay cả nam lẫn nữ luôn. Dạ. Này mấy ly ta? 8 ly. 8 ly là size lớn. 8 ly size lớn nè, mình vừa đeo vừa làm ngồi lần hạt, đủ được cho cái nhà. Lần chuỗi lần hạt, giá 1600 nha. 1600 cho 8 ly. Những cái này mua một sợi này mà đeo cả đời luôn á. Mua một lần đeo cả đời luôn á. Dạ, lo. Cái đó để lận tràng hạt đồ được luôn. Rất là lớn luôn nè. Lớn á, mình dễ lận tràng hạt. Dễ đeo vậy nha. Cho ai mà có sư cô, sư phụ, sư thầy của mình á, mình cần tặng mua cái này. 8 ly. Dạ, quấn tay hay là đeo cổ gì cũng được hết luôn. Quấn tay hay là đeo cổ gì cũng được hết luôn. Rất đã luôn. 1600 đồng. 1600 đô. Rồi, và bây giờ thì công ty Trọng Hương Nguyễn sẽ lên những cái mẫu nhang trầm cũng giống như bột trầm, nụ trầm đồ có trong ngày hôm nay. Và sau khi lên xong mấy cái mẫu đó thì mình sẽ chốt hai cái mẫu giá đặc biệt cho quý vị nha. Rồi, cả nhà mình đang coi nè, 12.000 người ơi, comment một cái dấu chấm, dấu phẩy, một trái tim cho Tiến nha. Rồi coi, hôm nay mình coi tức là mình đang có nhu cầu đúng không, mình đang có nhu cầu mua cái gì trong cái chương trình này. Mình đang có nhu cầu mua nhang trầm hương, mua bột trầm hương, hay là mua cái vòng đeo tay, hay là mình muốn mua một cái chuỗi. Comment giùm Tiến nha. Nếu mua nhang ghi chữ nhang, nếu mà mua vòng ghi chữ vòng, muốn mua chuỗi ghi chữ chuỗi nha. Còn nếu mà muốn mua mân coi hay là mua cái gì khác cứ comment dưới nha. Thì, muốn mua anh Tiến thì comment anh Tiến luôn. Nguyễn cũng bán luôn. Bán luôn đêm nay ngày mai tính tiếp. Bán luôn đêm nay ngày mai tính tiếp. Ủa một chút nữa anh phải qua bên này Tango anh quay hả? Không quay anh đi này. Lên radio thôi. Lên radio thôi. Rồi, và bây giờ thì sẽ đây là những cái mẫu mà trầm hương những cái mẫu mà nhang trầm bên công ty Trầm Hương Nguyễn hiện nay đang có là có 4 loại nhang trầm, bột trầm, nụ trầm và cái trầm miếng đốt cũng có nha. Nếu mà cả nhà mình ai muốn cái trầm miếng đốt thì cứ comment bên dưới hoặc là nhắn tin vào cái trang công ty Trầm Hương Nguyễn thì sẽ có nhân viên của Hương Nguyễn nó sẽ tư vấn cho quý vị những cái trầm miếng đốt sẽ xài như thế nào. Còn tất cả những cái nhang trầm bên công ty Trầm Hương Nguyễn là hiện nay có 4 loại nhang trầm và vẫn là nhang không tim, mỗi một ống vẫn là 20g. Mỗi một ống vẫn là 20g, khoảng 100 thanh nhang hơn trong đó nha. 100 thanh nhang, 100 cây nhang. 100 thanh nhang hơn trong đây nha. Và đây là bữa hổm chiếc Lê tưởng đâu mình tặng nguyên ống. Có, tặng có 10 cây cho. Dạ, là có 10 cây cách cho đây vui thôi, để người ta trải nghiệm thôi. Đây là một cái ống nhang công tim giá là 59 đô, khoảng 100 thanh nhang hơn trong đó nha. Dạ. Đây. 59 đồng. Dạ, 59 đồng. Mình xông nhang trầm thì nó sẽ thanh lọc không khí, nó tốt cho phổi và nó giúp khử những cái mùi ẩm mốc nhang trong organic nhà. Nhang organic nha, nhang organic nha quý vị nha. Mùi nhang, mùi thơm tự nhiên, không có nhuộm màu, không có chích màu hay bỏ mùi vô nha. Mùi trầm hương tự nhiên của cái nhang nha cả nhà nha. Dạ. Rồi, và tiếp theo đây là cái nhang không tim giá là 85 đô. Chào Giang Nguyễn nha, chào cả nhà mình.
giá là 85 đô cho một cái ống nhang như thế này, và mình có thể mua để sử dụng cho chính bản thân mình, hay là mua tặng cho ông bà cha mẹ người thân, hoặc là có nhiều người người ta cũng mua nhang trầm để cúng dường cho chùa, hoặc là cũng có nhiều người mua nhang trầm để cúng cho nhà, để tặng cho cha nhà thờ, vì là đạo Chúa là cũng dâng hương trầm cho Chúa, cho nên là nhang trầm là không có kỵ tôn giáo nhớ nha. Nhớ là thường mình hay đi ra cái nghĩa trang thăm ông bà mình á, cái mộ mà hay để nhang đó, hay là có những người mà họ trông coi quản lý á, mình mua cái nhang để dành đó, xong nhờ ai trông coi quản lý đốt một nén nhang cho cái người nằm đó nha. Rồi, và đây là cái nhang trầm công ty vẫn 20g, giá là 110 đô. Và loại mắc nhất bên công ty Trầm Hương Nguyễn hiện nay là loại vi có chữ VIP nha, giá là 135 đô cho một ống nhang khoảng 100 thanh nhang hơn. Và số phone của Hương Nguyễn là 714-588-9989, một số phone duy nhất thôi. Rồi, ai cần những thanh nhang trầm hương này có thể thay thế cho nhang thờ cúng, có thể dùng những cái thanh nhang này để chúng ta đốt cho cái khai trương mỗi ngày cho tiệm chúng ta nha, đều dùng được nha cả nhà nha, có 4 loại khác nhau. Và đây là cái khay bằng gỗ, cái khay bằng gỗ để xông nhang trầm, trong đây có cái miếng chống cháy giá là 30 đô. Và cái này là mình xài hoài hoài nha, khi nào mà quý vị mua thêm nhang trầm thì công ty Trầm Hương Nguyễn sẽ cho thêm cái miếng chống cháy bên trong, không có tính tiền, cho nên là mình mua 30 đô là mình xài hoài luôn đó. Đây là cái khay, cái khay gỗ để xông nhang trầm giá là 30 đồng. Và tiếp theo đây là cái ủ bột trầm hương trị giá cái nó là 30g nha, trị giá là 170 đô. Và 30g này là mình xài hơn 3 tháng nha, giá là 170 đô. Chào Trần Duy Băng, chào Quân Nguyễn. Trần Duy Băng giống hồi xưa đạo diễn người mẫu. Đúng rồi. Oh, hello diễn Trần Duy Băng. Hello Duy Băng đẹp trai nha. Anh đoán đúng luôn rồi đó. Giống. Rồi, và đây là cái hũ bột trầm hương, trị giá của nó là 270 đô, là 50g, mình xài trên 6 tháng nha. Mình xài trên 6 tháng giá là 270 rất đô. Rất thơm nha, một lần đốt cho một xíu thôi nha, mùi rất thơm, rất đã luôn. Hoàn toàn là organic tự nhiên nha, hương thơm rất là dễ chịu nha. Và đây là nhang trầm hương, nhang nụ trầm hương nha, loại VIP 50g trên 72 nụ, giá là 280 nha. Bên công ty Trầm Hương Nguyễn là chỉ dùng hồ kích dính để ép nụ trầm chứ không có dùng keo, cho nên khi mình đốt mình xong ở trong nhà, trong cửa tiệm mình, nó sẽ thanh lọc không khí, nó tốt cho phổi nha, nó giúp khử những cái mùi ẩm mốc luôn, và mọi việc cho gia chủ nó sẽ hanh thông hơn, giá là 280 đô. Hai người đẹp. Chào Duy Văn, hai người chào đẹp. Duy Văn đẹp trai. Rồi, đây là nụ trầm hương nha. Ai thích loại nào nhang trầm hương, bột trầm hương, nụ trầm hương hay là trầm miếng đốt đều có nha cả nhà nha. Rồi, và bây giờ thì công ty Trầm Hương Nguyễn sẽ lên hai cái mẫu tặng cho ngày hôm nay. Còn nếu như mà mình những người nào mà đang coi trên đây chưa có ý định mua thì Hương Nguyễn có download cái video này để bỏ lên cái kênh YouTube của Trầm Hương Nguyễn để anh chị em cô chú khác coi lại, xem lại để được chốt với giá quà tặng nha. Còn nếu mà mua tại Mo Phước Lộc Thọ, công ty Trầm Hương Nguyễn á, ở Mỹ hay ở Việt Nam thì cũng đúng giá niêm yết bán, không có nói thách nha. Một đô cũng không có nói thách quý vị, cho nên là quý vị mua thì mình hoàn toàn yên tâm. Mình muốn chọn cái mẫu sản phẩm do con người trồng cấy từ giá 150 đô cho tới 200 mấy đô. Còn cái trầm núi rừng mọc tự nhiên thì từ 400 mấy đô cho tới 5-6 ngàn đô thì cũng có luôn, tùy theo cái mình muốn sở hữu cái sản phẩm nào thôi, chứ bên công ty Trầm Hương Nguyễn là không có nói thách. Với lại là có nhiều người nói là ủa em ơi, thấy em trên đây cái like của em á, em bán dưới 1000 đô mà chị thấy em tặng mấy chục đô, 100 đô không à, vậy nếu mua cái mấy ngàn em có tặng được mấy trăm đô không? Dạ không nha. Có nghĩa là tặng mấy chục đô, 100 đô là để vui, để một chút lọc cho khách hàng vui, chứ không phải là tặng mấy ngàn đô là phải tặng mấy trăm đô, còn dưới 1000 đô là tặng mấy chục đô là không có cái quy định đó. Và giống như là Hương Nguyễn tặng là tặng để cho một chút lọc để vui thôi, chứ không phải là tặng theo cái giá trị. Rồi. Cho nên là mình có mua mấy ngàn đô thì cũng, nếu mà tặng thì cũng tặng có mấy chục đô thôi, tặng trăm đô. Dạ, tặng cho vui. Có ai cần đến nhang trầm hương, bột trầm hương, đồ trầm hương không? Comment giùm cho Tiến liền nha. Nếu mà thích mẫu nào comment liền để mà chúng ta mua được giá quà tặng liền bây giờ. Hôm nay mình tặng cái bột đi. Bột mình tặng cái bột 200 270 đi, 200. Bột lớn nha. Mua một lần xài đã luôn và đảm bảo cam kết guarantee quý vị luôn. Nếu mà xài cái bột trầm hương này mà cái mùi đó mà nó nghe cái mùi ghê quá, dở quá, hoàn tiền lại luôn.
Cái này là 270 đơn. Mùi cực kỳ thơm, cực đã luôn. Và đây là cái cơ hội chúng ta biết được đây là mùi trầm hương thật, nó ra làm sao. Dạ, 270 đô thì công ty Trầm Hương Nguyễn có miễn phí ship nha. Có nghĩa trên 200 đô là miễn phí ship. Thì cái hũ bột này là 270 đô. Và hôm nay Hương Nguyễn chỉ tặng cho một người khách duy nhất là được tặng cái lư 60 đồng. Wow. Dạ là nhiều lắm á. Nhiều lắm, 270 mà tặng lư. Dạ, 270 mà tặng 60 đồng là nhiều lắm á nha. Cái lư dùng xong Trầm Hương nha. Cái này một lần mà xài hoài hoài luôn nha. Cái đó một lần là cũng xài hoài hoài rồi luôn cho đó. Một người đầu tiên nha, comment chữ chốt giùm nó tiếng nha. Cái hũ này hũ bột Trầm Hương organic nha, hũ này là 50g phải không em? Đúng rồi, 50g, xài hơn nửa năm. Xài hơn 6 tháng trời, nửa năm luôn, 270 đô nha. An tâm đi, mua một lần xài không thơm gọi ngắn vốn tiếng, xài không thơm gọi chửi tiếng, xài không thơm nói tiếng, hàng là cho vị luôn. Và hôm nay 270 đô tặng thêm cho quý vị một cái lư nắp bằng đồng thân bằng gỗ dùng để xông bột Trầm Hương luôn. Cái lư này mua một lần thôi mà xài được hoài hoài. Và ưu tiên cho một người đầu tiên. Cho một người thôi nha. Cho một người duy nhất. Và người nào gọi về cho Hương Nguyễn sớm nhất cho 714-588-9989. Cho một người để gọi về cho Hương Nguyễn sớm nhất thôi. Còn người thứ hai gọi thì vẫn mua với giá 270 và thêm cái lư 60 đô nữa là thành 330 đó. Đúng rồi, coi như 330 mà tặng cái lư này 60 đô còn 270 thôi đó. Đúng nguyên rồi. Cái combo này. Và đây cũng chính là cái cơ hội mà cho các anh chị, các bạn nào nghe nói Trầm Hương mà mình nói sao ở bên ngoài nó tràn lan đồ giả, đồ nhái nhiều quá. Mình cũng chưa bao giờ nghe được cái mùi Trầm Hương hàng thật như thế nào. Thì đây chúng ta mua cái bột Trầm Hương này về xài để chúng ta cảm nhận được đây là cái mùi Trầm Hương thiệt nó tốt như thế nào. Nhất là các anh chị nào có ông bà, cha mẹ, con nít nhà mà dị ứng á, ác xì hơi hay là đốt cái nhang ngoài chợ á, chúng ta đổi sang dùng bột Trầm Hương này. Nhà chúng ta nấu ăn nè, hay kho cá, kho thịt, chiên cá, chúng ta có mùi hôi, chúng ta dùng bột Trầm Hương này khử mùi hôi và hương thơm dễ chịu. Các anh chị có nhà hàng, có tiệm nail ha, dùng cái bột Trầm Hương này, các chị nên dùng cái này để cho khử mùi hôi đi và chúng ta có hương thơm dễ chịu. 270 và tặng cái lư cho quý vị nha, cho một người đầu tiên. Dạ, cho một người đầu tiên. Và đây là cái chuỗi tràng hạt măng coi là cái quà tặng thứ hai hôm nay nè. Để người nào gọi về sớm nhất cho Hương Nguyễn thì sẽ được với giá quà tặng, còn nếu không thì mình ra tại Mall Phú Lộc Thọ mình mua thì vẫn mua được đúng giá, nó là 450 đô nha. Thì hôm nay thì Hương Nguyễn sẽ tặng cho quý vị là 50 đô, là còn 400 cho cái chuỗi tràng hạt và chuỗi tràng hạt măng coi này. Và cái này á, người mà đạo Phật có đeo cũng rất là phát sình nha, chứ không phải là đạo Chúa mới đeo được. Đạo Phật có đeo lên cổ cũng rất là phát sình luôn. Và nếu mà người bên đạo Chúa thì mình đi nhà thờ để mình lận tràng hạt nè, trước khi đi ngủ mình lận tràng hạt măng coi nè. Vẫn là Trầm Hương thật 100%, không có xử lý keo hay là mùi hay là màu gì của hết chất hết. Thì giá của nó là 450 đô, hôm nay tặng 50 đô là còn 400 đô nha cả nhà mình nha. Mình tặng 50 đô là còn 400 đô. Dạ, và cũng chỉ cho một người khách duy nhất thôi, còn người thứ hai gọi thì vẫn đúng full giá là 450 nha. Dạ, cũng chỉ tặng cho một người duy nhất thôi. Rồi, đây là cái món thứ hai cho quý vị nha. Còn ai thích món nào thì comment bên dưới nha. Cái món thứ hai đó là cái chuỗi măng coi. Đối với người bên đạo là chuỗi măng coi, còn đối với các anh chị mà tôn giáo khác thì đây là một cái chuỗi có thánh giá, một cái chuỗi thời trang để mình đeo nha. Hàng này là hàng do con người trồng cấy, vẫn là hàng thật 100%, không có nhuộm màu, không có nhuộm mùi nha cả nhà. Mình đeo rất đẹp luôn, giá là 450. Và trên cái live stream này ngày hôm nay sẽ tặng 50 đô cho quý vị, tặng 50 đô nha. Dạ, rất là nhiều luôn. Cho ai chốt liền bây giờ là mua cái chuỗi này còn là 400 đô mà thôi. 450 tặng 50 là còn 400 đô. Đó, còn đi ra tiệm chúng ta vẫn mua nguyên giá là 450. Vì trên live stream này muốn gieo duyên cùng cho quý vị. Ai có bà mình, có mẹ mình, những người lớn tuổi thường xuyên đi nhà thờ, ngồi lần hàng, đeo những cái dòng mà những cái chuỗi mà bằng nhựa, bằng đá hay là bằng những cái kim loại từ Trung Quốc gì đó mình không biết như thế nào nha. Lần biết cái tay nó bị chai và nó bị đau thì chúng ta chuyển sang chúng ta đeo cái này. Hàng này hàng có trồng cấy, vẫn là tập 100%, 450 và tặng 50 là còn 400 đô. Chào Thảo Nguyễn nha. Rồi và bây giờ nói lại cái đó một lần nữa. Dạ đây, đây là hai món trong ngày hôm nay nha cả nhà mình nha. Bình thường nếu mình mua cái hũ bột trầm này là giá 270 đô cho 50g, mình xài hơn nửa năm, mình xài hơn 6 tháng nha. Và đây là cái lư bằng gỗ, cái nắp bằng đồng để mà mình xông bột trầm trị giá là 60 đô. Và hôm nay công ty Trầm Hương Nguyễn chỉ tặng cho một người duy nhất, chốt sớm nhất, gọi về cho Hương Nguyễn sớm nhất để chốt với giá quà tặng là khi mà mình mua cái này 270 thì Hương Nguyễn sẽ tặng một cái lư 60 đô. Và mua 270 Hương Nguyễn sẽ tặng cái lư 60 đô và miễn phí ship trên toàn nước Mỹ và Việt Nam cho cả nhà mình nha. Và đây chính là chỉ với 270 thôi mà chúng ta biết được wow, mùi Trầm Hương hàng thật nó là như vậy, chứ chúng ta đừng bị lừa nữa nha.
coi như bỏ ra 270 có trầm hương thiệt để xài, bỏ ra 270 mà biết được đây là hàng trầm hương thiệt để không bị người ta nổ, không bị người ta lừa đeo cái dòng tầm bậy tầm bạ nói 5.000 đô, 10.000 đô, dạ xạo nổ, tôi mua 270 bà hương thôi mà tôi biết hàng thật nó là như vậy, đó là mùi thật à, mình tự tin biết giống như đi học vậy đó, cái này mình được xài được học luôn, 270 và được học được biết luôn nha cả nhà, đó là thật lòng chia sẻ cùng quý vị. Giống như bữa cái chị đó, chị ra chị mua nhang của mình anh nhớ không? Ừ. Chị nói chị ra chị mua nhang xong chị nói ô về từ trước đây giờ chị bị lừa. chị tự ra đây mua nhang xong chị tự nói chị bị lừa luôn, nhiều người lắm, bị người khác lừa, nhiều người cứ đeo cái dòng đậm đậm đen 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 xong nổ lên 5.000, 10.000 đô, dạ tôi đã xài qua bột trầm hương hàng thật, cái mùi trầm hương hàng thật nó phải là mùi này, còn mấy cái mùi mà mấy anh chị đang nổ làm đồ dởm, đồ giả, đồ nhuộm keo nhuộm màu, mùi dầu hắc hay là mùi thuốc tẩy gì đó nha, để mình tự tin vì với 270 vừa có bột để xài và vừa có được cái kinh nghiệm của mình nha. 270 là gồm có một hũ bột trầm hương 50g xài được 6 tháng và một cái lư trong quý vị luôn. Dạ đây. Dạ và tiếp theo là cái món thứ hai là quà tặng hôm nay, đó là cái chuỗi măng côi tràng hạt. À, giá là 450 đô, trầm hương do con người trồng cấy vẫn là trầm thật 100%, có cái mùi của nó sẽ ít hơn cái trầm núi rừng mọc tự nhiên thôi. À, giá của nó là 450 đô và hôm nay Hương Nguyễn gieo duyên cho quý vị nào gọi về cho Hương Nguyễn sớm nhất để được chốt với giá quà tặng là 400 đô nha, là được tặng 50 đô. Còn nếu như mình ra tại mo công ty trầm Hương Nguyễn mình mua tại mo Phước Lộc Thọ mình vẫn mua đúng giá niêm yết là 450 đô. Ừ. Rồi và bây giờ thì Hương Nguyễn và anh Đức Tiến sẽ chào tạm biệt cả nhà mình và à, download cái video này để bỏ lên cái kênh YouTube trầm Hương Nguyễn để những anh chị em cô chú nào mà không có coi like trực tiếp ở trên Facebook á thì gọi cho Hương Nguyễn sớm nhất để được chốt với giá quà tặng cũng giống như là chốt cái hũ bột trầm để được tặng cái lư nha. Dạ rồi. Và số phone của Hương Nguyễn là 714-588-9989. Và bây giờ thì chào tạm biệt cả nhà mình. Bye bye.